xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ biên tập của phim Nước Hoa Vita. Nhìn những cái chai nước hoa đang ở trên bàn này thì mọi người chắc cũng đoán được cái chủ đề hôm nay của tụi mình là gì rồi đúng không? Hôm nay tụi mình sẽ cùng Dung nói chuyện về nước hoa Narciso và đặc biệt hai chai nước hoa có ngoại hình rất là bắt mắt ở ngoài bìa này. Mosnoi và Mosnoi Rose sẽ là nhân vật chính của tụi mình ngày hôm nay. Narciso Rodriguez, mọi người rất là quen thuộc rồi. Đây là nhà hương nổi tiếng với những dòng nước hoa lấy chủ điểm là nốt xạ. Mosnoi và Mosnoi Rose là hai mùi hương mới nhất được Narciso cho ra mắt thời gian gần đây. Vào năm 2021, Narciso launch cho Mosnoi và 2022 là Mosnoi Rose. Đây là hai cái mùi hương đang ở trên tay mình đây. Ngoại hình của Mosnoi và Mosnoi Rose có nhiều cái khác biệt so với những cái chai nước hoa ở bên tay trái mình. Mosnoi là phiên bản trong suốt ở bên tay trái mình và Mosnoi Rose có ngoại hình tương tự nhưng màu sắc đậm hơn ở bên tay phải của mình. Mọi người có theo dõi kênh review nước hoa của mình thì hẳn là biết dạo gần đây mình bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nước hoa nít cũng như là bỏ quên designer khá nhiều. Tuy nhiên, xạ hương là một trong những nốt mùi yêu thích của mình, cũng như Narciso Rodriguez là một trong những nhà hương đầu tiên dẫn mình vào cái con đường mà sưu tập nước hoa. Cho nên nước hoa của Narciso luôn được mình dành một cái sự quan tâm đặc biệt. Với hai cái chai nước hoa Mosnoi và Mosnoi Rose mới ra mắt thời gian gần đây thì sự chú ý của ta đã va phải vào cái thiết kế của nàng. Hai chai nước hoa này có cái ngoại hình với mình là rất là đẹp và khác biệt với phần đông những cái chai nước hoa còn lại của Narciso. Ngoại hình xinh đẹp, thế nhưng cái nội dung bên trong của mùi hương này thì như thế nào? Narciso có nâng tầm nốt xạ hương, tiếp tục khai phá những cái khía cạnh khác của cái nốt hương đầy mê hoặc này không? Hay Mosnoi và Mosnoi Rose chỉ là những cái phiên bản nhạt nhòa và không gây được sự chú ý của Narciso? Hãy cùng mình trao đổi cảm nhận về hai chai nước hoa rất là đẹp này nha. Về Mosnoi và Mosnoi Rose, mọi người có phân biệt được nó ở thời điểm hiện tại chưa? Hai chai này mọi người đã phân biệt được nó chưa? Mosnoi là chai màu nhạt hơn và Mosnoi Rose là chai màu đậm hơn đang ở bên tay phải mình đây. Mình sẽ nói về Mosnoi trước nha. Mosnoi thời điểm này có thể nói là một trong ba mùi hương mình ưng nhất từ nhà Narciso, cùng với chai Narciso đen cao, Narciso Eau de Toilette và na trắng cao là Narciso Pomade. Tuy không có được PR rầm rộ và phổ thông như những cái chai nước hoa như là Narciso Pori hay là na hồng cao, nhưng cái chai Mosnoi này khi mà ngửi nó mang đến cho mình một cái cảm nhận riêng và nó thực sự ấn tượng giữa một rừng nước hoa màu sắc khác của Narciso. Về chai Mosnoi này, một bộ cánh mới là thông điệp được nhà mốt này gửi đến các tín đồ của mình. Nếu các phiên bản khác của Narciso, thiết kế của chai nước hoa nó được sơn phản quang, tránh ánh nắng trực tiếp để mình bảo vệ cái chút nước hoa ở bên trong, khiến cho mình không thể nhìn được cái phần trong của cái chai nước hoa, thì Mosnoi là chai nước hoa tiên phong sở hữu cái thiết kế see-through, thiết kế trong suốt ha, với cái lớp vỏ thủy tinh này giúp cho mình có thể nhìn được cái phần juice ở bên trong của nước hoa. Cái phần juice này nó màu hồng nhạt rất là đẹp mắt. Mình có thể nhìn thấy được cái phần juice ở bên trong luôn. Nắp của cái chai nước hoa này màu đen và mình sẽ cùng xịt cái chai Mosnoi này ra nha. Là một cái nhà mốt làm mùi xạ hương rất là nổi tiếng thì Mosnoi vẫn mang cái DNA quen thuộc là xạ hương của Narciso. Mosnoi này vừa mới xịt ra rất là nịnh mũi và nó không có quá nồng giống như là những cái chai nước hoa dòng lùng của Narciso đâu. Một mùi hương dễ chịu và gây thiện cảm ngay sau khi bạn vừa mới xịt nó ra. Trên da mình, Mosnoi nó sẽ nổi bật nhất là mùi của quả mận chín, quả plum. Nó có một chút nào đó nó hơi trái cây, hơi fruity. Và khi mà mùi hương này nó biến chuyển cái fruity của cái trái mận này, nó nhạt đi một chút thì xạ hương tất nhiên rồi. Và vani làm cho cái mùi hương này nó mềm mại, nó uyển chuyển. Tưởng tượng giống như là một cái tấm khăn lụa mỏng, nó vuốt ve cái làn da mình. Cái kiểu mùi da thịt êm ái rất là quen thuộc của cái nốt xạ hương. Narciso từ đó đến giờ luôn nổi tiếng là một cái nhà mốt là nốt mùi xạ hương rất là khá. Đối với những cái chai nước nốt mùi xạ hương mà
kém ở trên thị trường á, thì các bạn ngửi và các bạn sẽ thấy nó hơi soapy, nó hơi nhám nhám kiểu xà phòng. Nhưng mà Nakeso khác nha, Nakeso làm cái nốt xạ nó rất là êm ái, cái kiểu mùi da thịt, cái kiểu mùi mà mình rất là thích ngửi. Khi mà cái mùi hương này nó đã ổn định và nó tiệp vào cái làn da mình, thì sự cân bằng giữa cái nốt hoa, xạ và trái cây, nên dù rất là lạ, rất là khác biệt so với những cái mùi hương khác của Narciso, nhưng mà nó rất là phù hợp để sử dụng hàng ngày hoặc là cho những cái buổi hẹn hò nhẹ nhàng một chút ha, lãng mạn một chút. Mousse Noir là một cái mùi hương mà mùa hè này xài rất là đẹp, rất là đậm chất mùa hè, nhưng mà vẫn sexy, vẫn cuốn hút cái kiểu da thịt, vừa sexy vừa cuốn hút mà cũng dịu dàng và nữ tính. Mọi thứ nó rất là vừa phải, nó rất là mix vào mắt, nó rất là ăn khớp với nhau. Chốt lại một câu là Mousse Noir là một trong ba mùi hương mà mình ngửi thấy một cái là mình thích liền và mình vẫn sử dụng cho đến thời điểm hiện tại ha. Chốt một từ thôi, ưng nha các bạn. Mousse Noir là một cái mùi hương rất nên thử thời gian gần đây của Nakeso. Tuy chưa được quảng bá rầm rộ như là Nakeso Hồng Cao hay Purine, nhưng mà Mousse Noir vừa mới ra đời là lập tức thành công liền, tại vì kiểu mùi rất là êm ái, rất là nịnh mũi và dễ sử dụng. Ngay sau đó một năm là Nakeso Rodriguez launch thêm chai nên mới nữa, flanker của Mousse Noir, tên là Mousse Noir Raw, chai này mới toanh luôn. Và ngoại hình thì mọi người thấy rồi, đậm hơn cái chai Mousse Noir kia một tí, và nó có tên Rose ở trong cái tên Mousse Noir Raw, à, hoa hồng. Mới ra mắt cho các chị em vào năm 2022 này. Opening của Mousse Noir Raw thì nó hơi khác một chút, bởi vì nó có thêm thành phần là trái cam bergamot và quả mận nè, vẫn là trái mận, cam bergamot và một chút tiêu hồng nữa, gợi cảm giác mùi hương nó ngọt hơn, nó ngọt hơn Mousse Noir nha, nó ngọt hơn, nó tươi tắn hơn, nó đậm hơn ha, đậm hơn, ngọt hơn và nhiều trái cây hơn cái phiên bản Mousse Noir. Tuy là có tên Rose ở trong cái tên á, khiến cho mọi người nghĩ là đây là một phiên bản áp thêm nhiều hoa hồng đúng không? Tuy nhiên là ở trên da mình á, nó hoa hồng và trái cây rất là nhiều. Cụ thể ở đây vẫn là quả mận chính, mùi fruity nó rất là nhiều, mùi trái cây nó rất là nhiều, khiến cho cái mùi này nó đậm, nó ngọt ha. Ngọt ở đây là có những cái thành phần là hổ phách nè, hổ phách, vani đi kèm với xạ, khiến cho mùi hương này nó rất là nồng khi mà vừa mới xịt ra, rất là nồng, rất là ngọt và ngửi nó tươi tắn rực rỡ. Cuối cùng thì cũng không thể bỏ qua được, đó chính là xạ hương. Bản Mousse Noir này nó thêm nhiều thành phần, ở đây là hoa hồng nè, xạ hương, hổ phách và vani, tạo cái độ ngọt và tươi tắn hơn cái bản Noir. Mousse Noir này đối với những bạn mà thích kiểu mùi ngọt, đậm và bám tỏa tốt hơn á, thì xịt ra một cái là thích hơn bản Noir. Bản Rose này nó ngọt hơn nha, ngọt hơn, nhiều fruity, nhiều hoa hơn, xịt ra một cái là thích liền nếu mà những bạn nào mà thích mùi ngọt. Bản Mousse Noir ngửi cũng sẽ gợi cảm hơn, sẽ gợi cảm hơn, dễ thích hơn cái bản Noir này. Nhưng mà dry down nó sẽ không có cái kiểu bồng bềnh, không có cái kiểu ma mị, không có cái kiểu mà lã lướt ôm lấy cái làn da mình như cái bản Mousse Noir này đâu. Mình thích cái bản Mousse Noir này khi vừa mới xịt ra, bởi vì nó ngọt ngào, rực rỡ và nó tươi tắn hơn. Tuy nhiên cái dry down phía sau của nó hơi yếu một chút, bởi vì nó không có cái kiểu bồng bềnh, cuốn hút da thịt như cái bản Mousse Noir này. Mình thì rất là thích cái kiểu xạ hương bồng bềnh và có hơi hướng da thịt trong những cái sáng tạo mùi xạ của Narciso. Do vậy nên là về dry down phía sau thì mình sẽ yêu cái mùi Mousse Noir này hơn. Về độ bám tỏa thì Mousse Noir là một chai nước hoa có cái độ bám tỏa trung bình khá. Mousse Noir Raw thì độ bám tỏa nó tốt hơn nhiều và nó cũng ngọt hơn, dành cho những bạn mà thích cái kiểu xạ hương và trái cây và hoa nó hơi nồng, nó hơi ngọt ha. Về mùa hè thời tiết nóng bức thì các bạn nên sử dụng cái chai Mousse Noir này hơn. Mousse Noir Raw sẽ dành cho mùa hè như buổi tối nha.
và xịt khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ trước khi đi hẹn hò để cái mùi hương này nó đỡ ngọt hơn. Bản thân mình thì thời điểm gần đây mình không thích các chai nước hoa mùi ngọt nữa. Do vậy nên là mình sẽ yêu thích và đánh giá cao cho Moschino này hơn. Những bạn nào mà thích mùi ngọt, quyến rũ và cần những cái mùi hương để dating hẹn hò thì cân nhắc sử dụng chai Moschino Roll này nha. Cá nhân mình đánh giá đây cũng sẽ là hai phiên bản rất là thành công trong thời gian tới của Nakiso. Và nếu mà bạn nào thích cái mùi na trắng này nè thì hãy thử một cái phiên bản bồng bềnh, trong trẻo và dễ thương hơn với chai Moschino này. Bạn nào mà thích cái mùi đậm nè, nồng và hơi có chút ngọt trong mấy cái chai Nakiso Puri hay Nakiso Hồng Cao thì hãy thêm cái phiên bản Moschino Roll này. Căn bản hai mùi hương này ngửi nó khác nhau rất là nhiều, và nếu mà bạn sở hữu cả hai chai thì cũng là điều hết sức là tuyệt vời, đúng không? Cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video review Moschino và Moschino Roll của mình. Mình là Kim Dung từ Vita Perfume Nước Hoa Vita. Nếu mà yêu thích video này, hãy like và theo dõi mình nha.